Kính chào quý vị và các bạn, sau đây là những nhận định chung về tình hình thời tiết trên các vùng biển nước ta. Áp cao lạnh lục địa đang tăng cường xuống nước ta, gây ra trường gió đông bắc hoạt động mạnh trên khu vực vịnh Bắc Bộ, vùng biển ngoài khơi Trung Bộ, khu vực Bắc và khu vực giữa Biển Đông. Ở các vùng biển từ Quảng Trị cho đến Quảng Ngãi, khu vực Bắc Biển Đông, bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa, từ sáng sớm nay đã có gió đông bắc mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, sóng biển cao từ 2 đến 4 mét, biển động mạnh. Trong vài ba ngày đầu thì các tỉnh miền Bắc chịu ảnh hưởng của không khí lạnh có cường độ mạnh. Từ ngày 25, ngày 26 thì áp cao lạnh suy yếu và di chuyển ra phía đông. Riêng khu vực vùng biển phía Bắc thì thời kỳ từ ngày 26 cho đến ngày 28 còn chịu ảnh hưởng kết hợp của dòng xích gió Tây trên cao. Ngay sau đây sẽ là dự báo chi tiết cho các vùng biển trong 24 giờ tới. Vùng biển ở phía Bắc Vịnh Bắc Bộ, trong hôm nay và ngày mai, tại khu vực Bắc Vịnh Bắc Bộ, thời tiết chuyển xấu, có mưa rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió đông bắc mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, biển động mạnh. Các phương tiện tàu thuyền không nên ra khơi hoạt động vào thời điểm này. Vùng biển phía Nam Vịnh Bắc Bộ, tương tự như chế độ thời tiết tại khu vực Bắc Vịnh Bắc Bộ, trong chiều nay thì vùng biển phía Nam Vịnh Bắc Bộ cũng có mưa rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió đông bắc mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, biển động mạnh. Dự báo đợt không khí lạnh lần này có cường độ mạnh và thời gian kéo dài, cho nên sóng gió mạnh trên khu vực Vịnh Bắc Bộ sẽ kéo dài trong chu kỳ từ 4 đến 5 ngày, cùng với nhiệt độ biển tiếp tục giảm sâu hơn, không thuận lợi cho việc khai thác và đánh bắt của bà con ngư dân. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi bao gồm đảo Cồn Cỏ, Lý Sơn. Khu vực vùng biển gần bờ miền Trung từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi từ chiều nay có mưa rải rác và có nơi có dông, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Gió đông bắc từ chiều nay sẽ mạnh lên cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, biển động, không thuận lợi cho việc di chuyển và hoạt động của tàu thuyền trên biển. Xu hướng trong vài ba ngày tới, thời tiết xấu trên tàu thuyền đánh bắt gần bờ cần chú ý để có lịch trình cho hoạt động an toàn. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận bao gồm đảo Phú Quý. Ngày hôm nay thì khu vực vùng biển Bình Định đến Ninh Thuận thời tiết khá ổn định, có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc mạnh cấp 4, cấp 5. Sang đến ngày mai thì gió còn tiếp tục mạnh dần lên, biển bình thường sau động nhẹ. Xu hướng trong một vài ngày tới, sóng gió trên biển mạnh lên mức cấp 5, cấp 6. Chuyển sang thời tiết vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau bao gồm Côn Đảo. Trời nắng từ khá sớm trên khu vực biển từ Bình Thuận đến Cà Mau. Nhiệt độ trên biển ở mức ổn định, vùng biển ấm và mưa chỉ ở mức vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc hoạt động mạnh cấp 5, biển bình thường. Các nghề khai thác cá ngừ, cá rũa, đánh bắt và câu mực có khả năng có năng suất đánh bắt khá ổn định trong giai đoạn này. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang bao gồm Phú Quốc, Thổ Chu. Ở khu vực vùng biển phía Nam, vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang có mưa rông diện rộng kèm theo nguy cơ lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió đông hoạt động mạnh cấp 3, cấp 4. Do mưa rông và gió giật nên cũng không mấy thuận lợi cho việc di chuyển và đánh bắt trên biển, nhất là thời điểm chiều muộn. Dự báo đợt mưa rông này tại khu vực kéo dài khoảng 2 ngày nữa rồi giảm dần. Vùng biển Vịnh Thái Lan, những nhiễu động từ trục rãnh thấp phía Nam đang trong giai đoạn phát triển và gây mưa. Ngày hôm nay trên vùng Vịnh Thái Lan trời đầy mây, có mưa rào rải rác và có nơi có dông, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió đông mạnh cấp 3, cấp 4. Mưa dông tại khu vực kéo dài gần như suốt ngày, do vậy sẽ gây nhiều ảnh hưởng xấu đến năng suất đánh bắt và khai thác của tàu thuyền. Khu vực Bắc Biển Đông và huyện đảo Hoàng Sa, không khí lạnh gây mưa cho khu vực Bắc Biển Đông. Hôm nay có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc hoạt động mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, biển động mạnh. Sang ngày mai thì mưa có khả năng nặng hạt hơn, biển động nên không thuận lợi cho việc hoạt động khai thác đánh bắt của tàu thuyền trên biển. Khu vực giữa Biển Đông từ 10 đến 15 độ Vĩ Bắc, khu vực giữa Biển Đông tiết trời trong và có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc mạnh cấp 5, xu hướng trong ngày mai và mốt, sóng gió trên biển còn tiếp tục tăng dần và duy trì ở mức cao, không thuận lợi cho các hoạt động trên biển. Khu vực phía Nam Biển Đông bao gồm khu vực phía Nam quần đảo Trường Sa, Huyền Trân, Song Tử Tây. Vùng biển phía Nam Biển Đông thời tiết có mưa trên diện rộng, chịu ảnh hưởng của trục rãnh thấp phía Nam hoạt động nên những dải mây dông mạnh gây mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió đông bắc hoạt động mạnh cấp 5. Trong cơn dông đề phòng có lốc xoáy và gió giật mạnh, không thuận lợi cho tàu thuyền di chuyển và đánh bắt trên biển. Xu hướng mưa vẫn còn xuất hiện đến những ngày đầu tuần tới.
Cảm ơn quý vị đã theo dõi bản tin dự báo thời tiết biển của kênh VTC14. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những bản tin thời tiết tiếp theo của chúng tôi.